Vâng, xin chào quý vị, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ tới quý vị và các bạn một loài cây có tên là cây muối đấy các bạn ạ. Nhá. Đấy. Đây là cây muối nha các bạn nhé. Một trong bốn vị chữa về cái bệnh thận yếu, thận hư, suy thận nha. Mà trường hợp bệnh viện trả về đấy. Đấy, là vẫn điều trị khỏi được nha các bạn nhé. Đây là một cây muối. Đấy. Đấy, để mình vào đây giới thiệu, quay sát cho các bạn xem. Đây, ra. Mặc ngay vào cổ. Đây, để mình phát ra, mình quay cho các bạn xem. Đây nha các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đây này, đây là cây muối nhé. Đây là cái lá này, mình quay từ cái ngọn này. Đấy, từ cái ngọn cành lá này. Đây là cái chùm quả nha các bạn nhé. Đây, đây là chùm quả của nó, các bạn nhìn thấy rõ không? Đây, nhưng mà mùa này nó già, nó khô, nó rụng hết rồi. Đấy, đây, khô rụng hết rồi nhá. Đấy, còn có mỗi cọng thôi. Tại sao người ta gọi là cây muối, còn lại có tên là cây muối các bạn ạ? Đấy, cái quả nó nếu như cái quả nó mà không khô rụng hết thì tôi thử ăn cho các bạn xem. Ăn nó có vị mặn các bạn nhé. Đấy, ăn nó có vị mặn. Đây, mình bẻ một cái cành lá cho các bạn xem. Đấy nhá, đây này. Cái cành lá của nó thì nó có 2, 4, 6, 8, 10, 11 lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 lá. Nó không nhất thiết là phải bao nhiêu lá nhé. Cái cành trên này là 2, 4, 6 lá. 2, 4, đấy. Nó là như thế này các bạn nhé. Đấy. Đây, nó mọc đối. Lá của nó mọc đối các bạn nhé. Đây, lá mọc đối. Cành của nó có lông tơ. Đấy. Mặt dưới có màu trắng. Màu trắng lún vún. Và có lông tơ như kiểu lún vún như dạng lông ấy. Đấy, có lông tơ lún vún nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đây, đấy. Và nó thuộc dạng thân gỗ nhé các bạn nhé. Đấy, thân gỗ, cành của nó đây. Đây, mình quay cho các bạn xem. Đây, vào trong đây. Nó thuộc dạng thân gỗ nhé. Đấy, thân cây gỗ. Đấy, cái cây này là đang nhỏ đấy. Có những cái cây to thì nó đây, cái cành nhỏ nó đây. Bắt cho các bạn xem. Đấy. Nó thuộc dạng thân gỗ. Không phải là không, đấy. Đấy, gốc đây. Đây như các bạn nhé, đấy, các bạn nhìn rõ không? Đấy. Tít ở trên kia, gốc của nó tít trên kia. Rộng quá. Mình cũng thuộc dạng thân gỗ nha. Gốc đỏ tít ở trên kia. Đấy. Đây. Đây là cây muối nha các bạn nhé. Đấy. Cây muối này. Đấy. Để mình lại cho các bạn xem lại một lần nữa về cái hình thù cành lá của nó cho các bạn dễ nhận biết này. Đấy, nó như thế này. Đây nha các bạn nhé. Đấy. Cái mặt trên của lá có màu xanh, cái của lá già nhá. Đấy, cái trên cái ngọn cành lá non đấy nó có màu xanh lơ bạc đấy nhá. Và từ cái thân và đến cái đọt của nó có lông tơ nhá, có lông tơ màu trắng bạc luôn vốn, và cả mặt dưới của nó cũng thế nhá. Để cho các bạn dễ nhận biết đấy, dễ nhận biết về cây muối nhá. Đấy, một trong bốn thứ cây đấy mà hôm trước mình có làm video đấy. Đấy, làm video cho các bạn xem. Đấy, hôm nay là cái video này là đủ trong bốn thứ nhá. Đấy, cây quả nổ này, cây quýt gai này, cây phèn đen này, cây muối nha. Bốn thứ kết hợp lại nha. Đấy, băm phơi khô. Đấy, đem về băm phơi khô. Đấy, mỗi thứ một nắm nha các bạn nhé. Đấy, sắc nước uống. Đấy, sắc nước uống trong vòng 3 tháng là có kết quả nhé. Đấy, trong vòng 3 tháng có kết quả nhé các bạn nhé. Đấy, cây muối. Đây, mình chặt cái cành này cho các bạn xem. Đấy, chặt cái cành. Đấy, chặt cái cành này cho các bạn xem. Đấy, để mình quay chi tiết cho các bạn xem. Đây. Đấy, chặt cái cành ra. Nó có cái màu trắng nhé các bạn nhé. Đấy, màu trắng. Đấy, mà nó rất xốp các bạn ạ. Chứ nó không có cứng đâu. Thân gỗ nhưng mà nó mềm. Đấy, mềm xốp.
ở giữa có ruột. Ở kể cả phải chặt băm vơi khô nó vẫn có cái màu trắng. Đấy, nó không đổi màu khác. Đấy, hiện nhà mình là đã có đủ, đã có đủ 4 thứ. Ừ. Mình đã làm là từ năm ngoái này, băm vơi khô cái thứ này. Hiện bây giờ vẫn đang điều trị cho 3 ca nhá. Đang dùng cái này điều trị cho 3 ca trường hợp trả viện mà chẳng ai đâu xa nhé. Chính cái ông cậu của nhà mình ấy. Ông cậu nhà mình luôn. Đấy, trường hợp trả viện về bây giờ mình đang bốc để cho uống. Đấy. Đây là về cây muối. Đó, là nó như thế này. Hình thù cái da rẻ nó như thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Nó có hơi lấm tấm cái màu đỏ nhá. Đây mình quay sát cho các bạn xem. Đấy. Đấy, lấm tấm màu đỏ này. Đấy, có đốt mặt lá này, cái cành của nó chặt ra đấy. Đấy. Để các bạn dễ nhận biết là mình cũng giới thiệu chi tiết kể cả cái cây già của nó. Đấy, nó vẫn có lấm tấm màu đỏ nha các bạn. Đấy. Lấm tấm nụt như kiểu cái gai nhưng không phải. Đấy, lấm tấm màu đỏ. Đấy, cây to của nó và cây cành con của nó. Đấy, nó vẫn như thế nha. Đấy, lấm tấm màu đỏ. Đấy, các bạn nhé. Các bạn quan sát cho kỹ để mà áp dụng những ai không may. Đấy, hoặc người nhà, người thân thì không may mà gặp phải cái bệnh coi là thận yếu, thận hư, suy thận ấy. Bệnh viện trả về đây y học bó tay đấy thì là nên áp dụng nha các bạn nhé. Đấy, áp dụng 4 thứ này. 4 thứ. Đấy, đây là cái muối mình có làm video để mình nhắc lại một lần nữa. Các bạn nào mà không rõ lắm nhé thì hãy vào trang cá nhân của Chiến Thắng nhé. Vào trang cá nhân của Chiến Thắng đã có làm 3 video rồi. Đấy, 3 video coi như là cái quả nổ này, cái muối này. Đấy, cái muối thì hôm nay mới làm, cái quả nổ, cây vàng đen và quýt gai. Đó, thì hôm nay mình mới đi làm được cái video về cây muối này cho các bạn. Đấy, thế là đủ nha các bạn nhé. Đủ 4 thứ luôn. Đấy, nó như thế. Phá đề cái cách coi như là sử dụng thì có cái gì đâu. Đây, cứ chặt cái cành nha. Chặt cái cành ra. Kể cả chặt cả cây luôn, cây to. Đấy, về cạo vỏ đây nhà mình. Tất cả các loại thuốc nào là mình hay cạo cái vỏ này. Thứ nhất là để làm gì? Để cho nó sạch sẽ các cái rong rêu bụi bấm này nha. Đó, sạch sẽ rong rêu bụi bấm. Và sau băm ra. Đấy, cứ vậy thôi. Cứ băm thành lát lát như vậy thôi. Đấy, chẳng có gì cả. Đây. Đấy, cứ băm thành lát như vậy. Phơi khô nha. Đấy, băm thành lát phơi khô. Chặt băm phơi khô. Thế thôi. Đấy, đấy. Cái chặt băm như này thôi. Đây, phơi khô thì trắng. Mỗi thứ một nắm. Đấy, chứ chẳng có biết cân, biết lạng, biết mấy gam. Cứ dùng cái tay mỗi thứ một nắm. Vậy thôi. Đấy. Phải là sắc nước này nha các bạn nha. Nấu đun sôi nha. Các bạn nên nhớ nấu đun sôi nha các bạn nha. 10 đến 15 phút. Bởi vì tất cả các cây thuốc nam là cây ở rừng. Các bạn càng đun sôi kỹ ra bao nhiêu nó càng tốt bao nhiêu. Đấy nha. Cứ thế uống 3 tháng là đi khám là có kết quả ngay. Đảm bảo với các bạn là như thế nha. Đấy. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Chiến Thắng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Ai cảm thấy bổ ích, cảm thấy hay, đấy, để lại lời bình ở dưới. Mà bạn nào cảm thấy không hay, không bổ ích cũng nên lướt qua, không để những cái lời bình nó vô nghĩa như các bạn nhé. Vâng, và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào, bye bye.